Em Bình chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Thì hôm nay mới nhất, bây giờ là gần 12 giờ trưa ngày 20 tháng 5 năm 2021. Em xin phép giới thiệu nhanh cho các bác một chiếc xe, không phải thời tiết nó nắng quá các bác ạ. Đây là chiếc Toyota Vios G số tự động, xe được sản xuất vào năm 2019. Thì có lẽ là phải nói nhiều hơn về chiếc xe này, nhưng mà thôi, em xin phép các bác là em tóm tắt ngắn gọn là chiếc xe này của em nó là một tuyệt phẩm. Và nó là một siêu phẩm mà em nghĩ là các bác chúng ta cũng có thể nên cân đối mua chiếc xe này. Còn về giá bán thì hiện tại chiếc xe này em nói chuẩn luôn giá bán mọi người nhé. Chúng ta cứ thuận mua vừa bán, các bác nào mà cảm thấy cao quá thì mong các bác cũng chúng ta bình luận lịch sự. Bởi vì rằng là em là người đi cung cấp những chiếc xe để bán cho các bác, chúng ta thuận mua vừa bán. Em bán đúng giá là 315 triệu đúng giá mọi người nhé. Xe thì em bao dọn dẹp làm đẹp. Vios G số tự động 2019, tên tư nhân biển Hà Nội, màu bạc, xe chạy hơn 8 vạn. Thì chiếc xe này hiện tại em cũng vừa mới đi lấy về xong các bác ạ. Vừa mới đi lấy về xong thì công tơ hiện tại đang là hơn 8 vạn. Thì cũng xin chia sẻ đúng cho mọi người là chiếc xe này khả năng nó vẫn hơn, nhưng mà nó không quá 15 vạn đâu các bác ạ. Cái quan trọng nữa đó là nội thất và tất cả mọi thứ của con xe nó quá tuyệt vời, nó quá đẹp. Xin thưa với các bác, cho với cái tầm tiền này Vios i10 hay là Morning đời khoảng 15-16, xin thưa các bác không thể nào đi lại hay là ăn lại được với chiếc xe Toyota Vios này cả. Đăng kiểm với phí đường bộ của chiếc xe này còn đến tháng 12 năm 2021. Mình mở anh cái nắp capo. Gầm bệ, máy móc, số cho đến nội thất nó quá đẹp luôn các bác ạ. Em sẽ quay nhanh qua phần vỏ xe, em sẽ đi vào phần nội thất để quay chi tiết cho mọi người các bác nhá. Đây các bác nhìn này, xe em cũng vừa mới đi nhập về thôi. Các bác nhìn cho em con ốc capo này, vách capo này, các bác thấy nó nguyên bản đúng không ạ? Máy nhá, tất cả các con dấu sơn là vẫn còn nguyên, mặt máy chưa ra mọi người ạ. Đây mọi người thấy này, mặt máy chưa ra, máy khô và máy nó rất là đẹp. Em sẽ dọn hơi nước nóng sau, đóng lại đi mình. Em sẽ dọn hơi nước nóng sau các bác ạ. 315 triệu thì đúng, có thể là với các em xin 5 phút ạ. Xin 5 phút. Với các bác thì có thể sẽ là hơi cao. Nhưng mà xin thưa với các bác câu là Vios đúng là nó là một chiếc xe thần thánh và rất là giữ giá. Em có xe đẹp em giới thiệu bán cho mọi người. Thì các bác mong các bác là chúng ta bình luận lịch sự mọi người nhá. Đó, đây là về phần nội thất của chiếc xe, chúng ta có thể nhìn thấy đây. Táp ly này. Xin thưa với các bác câu chứ nó quá đẹp và nó còn quá mới luôn. Quá giữ gìn cho một chiếc xe như thế này. Xe đã được trải thêm một cái lớp sàn 5D. 5D đây, lớp thảm da 5D các bác nhìn này. Bậc lên xuống này. Ốc bản lề này. Đó, đóng nóng quá. Đó, táp ly phần cửa sau này. Táp ly cửa sau đây mọi người. Các bác nhìn này, từng cái chi tiết trên xe này nó liền lạc và đều. Các bác thấy không? Vios G mọi người nhá. Vios G số tự động rất anh cốp này. Vios G số tự động. Đi sướng lắm mọi người. Tầm tiền này thì Vios đúng là nó vẫn còn. Các bác nhìn này, cốp này. Xe em chưa dọn mọi người ạ, nên là nó vẫn còn hơi bẩn. Còn nguyên zin mọi người nhá. Các bác nói chung với các bác đã mua xe của em thì em dọn cho nó đẹp, có nghĩa là spa đấy mọi người, đánh bóng này, dọn nội thất, dọn ngoại thất. Đây là hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai các bác có thể nhìn thấy đây, ghế da là ghế da zin nguyên bản theo xe mọi người nhá. Nên vào bên trong để cho nó mát. Các bác nhìn này, trần này. Trần này là trần nỉ nguyên bản theo xe. Nhưng mà nó mới lắm các bác ạ. Nó còn đẹp và nó đều, nó không bị kiểu nhồ nhề. Và đặc biệt những chiếc xe Toyota Vios số tự động này thì đương nhiên tôi không lo, chúng ta không lo về vấn đề xe taxi mọi người nhá. Đó, nội thất đây. Nội thất của chiếc xe, mọi người hãy nhìn nội thất này. Nó rất là giữ gìn. Rất là giữ gìn đúng không mọi người? Và hơn nữa các bác nhìn cái đèn trần này. Cái đèn này quá mới luôn và cái trần quá giữ luôn. Lên đến trên này các bạn này, các bác nhìn đây. Đó, bên này này. Quá đẹp. Quá đẹp đúng không các bác? Vô lăng này, các bác nhìn vô lăng này. Vô lăng zin theo xe luôn mọi người nhá. Hộp số cũng vậy này. Đây. Các bác đợi em xíu nhá, để vào bên trong cho mát em. Wow. Hà Nội như các bác biết rồi, nó rất là khắc nghiệt. Nên là xin phép các bác là em quay nhanh thôi. Xe đã được lắp thêm một cái màn hình DVD, màn hình Android cảm ứng Bluetooth. Em bấm vào phần home xem nào. Đấy. Đấy, bấm vào ứng dụng này nè. Cảnh báo lật làn đường, tất cả mọi thứ là đầy đủ. Không thiếu gì. Em tắt máy em để lại cho mọi người nghe cái máy cái. Rồi, để đi.
Vios này quá lành xe luôn mọi người ạ. Quá lành xe. Thử đoạn về luôn. Từ từ, đã cũng quay đã, cho mọi người xem qua đã. Đó, xe được lắp thêm camera hành trình đây luôn mọi người nhá. Camera hành trình đây này. Như mọi người nhìn là mới lắm. Các bác thấy không ạ? Đây anh đứng đây em bảo người ra đón nhá. Rồi, do thời tiết nóng cực kỳ nóng nên xin phép các bác là em tạm dừng video ở đây. Em xin nhắc lại với các bác, đây là chiếc xe Toyota Vios G số tự động sản xuất năm 2009. Đi về Huỳnh ơi. Sản xuất năm 2009, tên tư nhân biển Hà Nội màu bạc. Em Bình bán đúng giá 315 triệu mọi người nhá. Bác nào quan tâm thì alo cho em sớm theo số điện thoại em để phần mô tả. Giá trên em sẽ bao làm đẹp chiếc xe này cho các bác. Xin thầy cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau. Chắc nhở. Mà nó sướng. Cái quan trọng là nói thật với các bác, tầm giá này các bác nào không chê nó hơi sâu thì mua con xe này đi gia đình quanh quanh thì bao giờ rồi nó hỏng. Bao giờ rồi nó hỏng luôn, thật sự luôn. Mà xăng thì nó ăn rất là ít, tiết kiệm. Để mà nói bằng SH thì không có đâu. Ô tô mà lại bằng xe máy được thì không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà Toyota thì như mọi người biết rồi đúng không ạ? Quá nhiều thứ gọi là dễ sửa chữa này, tiết kiệm nhiên liệu này, giữ giá. Mà nó em phải nói công nhận nó là một chiếc xe giữ giá. Mua được những chiếc xe như này thật với các bác không là mua quá gấu luôn. Xin thành cảm ơn các bác nhá.